Ok, hello anh em, tiếp thêm cặp nữa Nghệ An nữa anh em ơi. Hai con 518, hai dạng xe mới. Hai con 518 Thái hết nha. Con này VIP hơn con trong. Hai con về đề Nghệ An hết. Hình như con ở Nghi Lộc, con ở Anh Sơn thì phải. Quá đẹp. Đây. Con này trước. Thử ben chưa? Lên thử ben đi. Thử gùa. Con này quá im nha anh em. Trời cao ha, khách lấy dàn số mới, dàn GX183, đĩa 4 dao. Con này quá ok luôn anh em. Quá đẹp, hai con luôn, còn trăm con nữa nha. Hai con về Nghệ An hết. Cảm ơn mấy anh em Đất Nghệ ủng hộ nha. Con này bán online, con kia bán trực tiếp. Nhớt lọc đồ thay đàng hoàng cho khách thích đi. Con này thì bảo dưỡng nhẹ là cái dàn áo á. Mấy cái nào chạy chạy sơn lại cho khách. Đang thử cái bom ben. Ở gần không? Chú ở gần không? Này ở Nghi Lộc phải không? Nghi Lộc. Chú ở đây gì? Thằng này qua thành phố Vinh mà chú vừa tới thành phố Vinh, hai bên. À, dạ. Nói nhiều về Nghi Lộc. 9540 hả? 9540 số nhớt em ơi. Con này cũng 518 đó nè anh em ha, cũng lấy dàn phay mới luôn. Đó, anh em Nghệ An lấy phay mới không ạ? Coi tua lên mấy ngàn không? 3 ngàn mấy không? Gì? Hết chưa? Đâu tắt coi. Sao nó xíu xẹo vậy? Rồi ok, không tuột đó. Đang test dàn sới với tắt bơm nha nè. Test dàn sới, test bơm nó lên xe. Xe mới cực đăng mới. Hai chiếc luôn ha, hai chiếc Nghệ An, Nghệ An hết. Còn 47 nữa không hả? Còn nha. Có cái con hồi chiều mới quay con đó bán luôn. Nhưng mà còn mấy con khác hai chiếc ba chiếc nữa. Anh em kiếm 47 thì cứ liên hệ. Này tăng ca 4018 cả phay tầm 240-250 nha. 240-250 cả phay nha. Đó là phay cũ nha, còn nếu anh em lấy phay mới thì trên lệch chút. Này phay mới thì hiện tại thì ba mấy triệu thôi ha. Đây. Phay này thì bên sơn thì bảo hành cho anh em 6 tháng, bên sọ thì bảo hành cho anh em 1 năm ha. M8, M7, M8, M9. Này khách Nghệ An lấy hai con đều là hai cái dàn phay mét 8 hết. Dàn nào cũng GX183 hết ha, mặt bích đĩa 4 nè. Đĩa 4 thì anh em đi xới khô thì rất là hay nha. Còn nếu mà anh em đi xới không hợp thì anh em lấy đĩa 6. Còn nếu mà chiên gì xới nước thì anh em lấy mặt chân dao.
Con này thì nó VIP hơn nha, tại anh em thấy con này sơn rồi chứ con này nó VIP hơn con này ha. Con này tại vì khách kêu sơn lại vàng áo chút. Bốn bảy đẹp tầm 201-202 là có đẹp rồi nha. Quá đẹp luôn nè anh ơi, con này anh em thấy không? Quá là nó sơn xì nguyên zin nè anh em thấy không? Quá bén rồi. Hai con đều giao về đất Nghệ An hết nha. Tắt đi. Nguyên khách ngàn lấy mà nhận số mới mình còn nhiều nha anh em đây. 1m7, 1m8, 1m9. Còn trong đây là cái khu để máy nè anh em, 514 nè, anh em thấy không? 514T nè, 514T nè. Còn đây là khu của 5018 nè, 5018 nè. 5018 nè, đó. Ở trong đây là của 6040 nha, 6040. Đó, 60 thì nó tầm từ 200 đổ lên. 518 hiện tại thì 240 đổ lên. Nói chung thì ngày nào cũng 2-3 xe 518 nha, 518 là bán đều nhất nha anh em. 518 dễ bán nhất. Ngày nào cũng 2 chiếc, 3 chiếc, ít ít thì 1 chiếc. Hôm qua mình cũng giao 4 con cũng tầm giờ này. Hôm nay giao 3 con nữa. Tại vì mấy anh em tranh thủ lấy hàng trong tháng 6 anh em. Thì nay 26, 27 rồi. Thì qua tháng 7 thì nhiều anh em kiên kỵ á. Anh em không có lấy. Tranh thủ lấy trong tháng luôn. Anh em chú cũng đi ở ngoài Nghệ An cũng vô hôm qua. Đi máy bay vô. 24-28 mà không có rồi. 24-28 không có nha. Con này vỏ sao lên vỏ mới luôn nè, đi vỏ mới luôn. Xe quá đẹp luôn. Nãy có thử cầu chưa? Nãy thử cầu lại chưa? Còn đi xe 70 không hả? Còn nha, 70 còn. Còn 2021. Này chiếc, 2 chiếc. Này mình giao 2 chiếc về Nghệ An. Anh em mình có cần máy gì có liên hệ với anh em. À, XB còn con nào 300 hả? Trên 300 xíu nha. À, cỡ 34, 35 trở lên đó. Anh em nào kiếm XB thì tầm khoảng hơn 300, 34, 35 đô lên. Cái này mình đang gắn đăng cho khách, đang thử dàn xới ha. Mới cũng thử rồi cho chắc nha nè, sẵn thử bơm ben luôn. Mấy dàn này dàn mới hết nha. Chiếc này cũng lấy dàn mới nữa nè. Dàn mới nè, GX183.
Quay 50 đi hả? 50 thì nằm lúc trong rồi nè. Để mình quay sơ sơ cho anh em coi mấy con. Cái con này đáng lẽ tính đi chung luôn nè, con 47 Bắc Giang nè. Nhưng mà con 47 này khách chưa có gấp cho nên đợi đi chuyến sau. Nó 47 này ít bê nè, mới vừa bảo dưỡng xong khách lấy máy vàng phay. Con này đáng lẽ về nè, nãy anh em nào hỏi ít bê thì đây, con cái ít bê giá trên 300 xíu nữa ha. Đó. Khá đẹp ha. Còn bên đây là mấy con máy nhỏ nè, 3608 ít bê hoặc là 3218 ít bê. Đó, thì anh em nào kiếm máy nhỏ nhỏ thì mấy con này về làm gia đình thì hợp lý. Nhưng mà cái con này thì nó khá là cao nha. Mấy con này đều trên 200 hết ha. Mấy cái mẫu SB thì giá nó hơi cao chút. Nói chung thì anh em mình cần máy thì anh em mình cứ nhắn tin hoặc là anh em cứ gọi trực tiếp á, mình sẽ gửi hình cho anh em coi cho cụ thể hơn. Chứ bây giờ quay nó hơi tối anh em, không có rõ đâu. Mình giải bên đây là của 50 ha, 50 khu ở đây là của máy mới. Đây là những con máy mới chầm chầm, máy mới nhập khẩu chầm chầm ha. Mình còn cũng cỡ 5 xe mới ha. Đó. Rồi, ngoài đây là khu của máy bãi 50, anh em thấy không, ngày nào cũng 2-3 chiếc, ngày nào cũng 2-3 chiếc. Hôm qua nay là tổng cộng cũng gần chục chiếc anh em. Hôm qua nay cũng cả chục chiếc, hôm qua 4 chiếc này, và bữa nay tính luôn hai con máy gặt là 4 chiếc nữa là 8 chiếc. Thì anh em tranh thủ lấy cuối tháng 6 nè. Hôm nay 26, 27 thì như hai con này tối nay mình giao thì tầm 29 là về tới Nghệ An. Thì tháng này không có 30, 29 thì nó qua mùng 1 tháng 7 rồi. Cho nên khách chủ yếu là khách lấy trong tháng luôn. Việt Nam mới tầm thì trong mới như mình hết rồi nha. Còn SB thôi, như Việt Nam mới hết rồi. Đang thử dàn sới nè, lên xe nha nè. Rồi chưa? Thử chạy lên luôn nha. Rồi thử một phát nữa là lên xe. Rồi ok, qua em. Đổi tua ơi, đổi tua coi. Tám về đất Nghệ hai con luôn nha. Con này lên trước. Bật đèn lên, bật đèn lên. Bật đèn lên. Rồi, cho hai em nói về nhà mới thôi. Không cháy kìa. Không cháy kìa. Cái đèn nó không cháy kìa. Quá đẹp, một cặp về đất Nghệ. Cảm ơn anh chú ở Nghệ An ủng hộ trực tiếp, còn anh trai đó ở cũng nghe ở Nghệ An nhưng mà ủng hộ online. Chú quá đẹp trai, ông chú này khách quen nè, năm ngoái có mình ủng hộ mình cây, năm nay vô ủng hộ cây nữa.
hai con hai dàn số mới hết nha, quá đẹp xe luôn. Quá đẹp, một cặp về đất Nghệ. Cảm ơn em đã ủng hộ nha, nay tăng ca luôn, cuối tháng 6 rồi cho anh em tranh thủ lấy máy. Hai con này thì chắc 29 là tới thôi anh em, vẫn trong tháng nha, mình đã sắp xếp rồi anh em. Mấy anh em này thì coi ngày trong tháng 6 thôi chứ không được qua tháng 7, cho nên tranh thủ giao hôm nay là đẹp ngày. Hai chiếc đều về Nghệ An hết, một con mua trực tiếp, một con mua online. Rồi, cảm ơn em đã ủng hộ. Anh em mình có cần máy móc gì cứ liên hệ trực tiếp cửa hàng em ha. Rồi, cảm ơn em, chúc anh em buổi tối nhiều sức khỏe nha. Rồi, hẹn anh em ở video sau nha. Anh em mình có cần máy móc gì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại cho em nha, 036 574 5782 033 333 1689 cửa hàng ở Vĩnh Long nha anh em. Cảm ơn Kim nha. Rồi, chào mọi người nha, chúc mọi người buổi tối nhiều sức khỏe.